Kỹ năng sống cho học sinh theo cách hiểu đơn giản và gần gũi nhất, đó chính là những kỹ năng học tập và làm việc, kỹ năng làm chủ bản thân, ứng xử trong xã hội, thích ứng và hòa nhập với cuộc sống. Nội dung kỹ năng sống được ngành giáo dục và đào tạo triển khai đại trà, đưa vào nhà trường từ năm học 2011-2012. Tuy nhiên, nhiều năm trước, do chưa có sự thống nhất một giáo trình hay tài liệu chuẩn nào, nên việc giảng dạy hiệu quả thu về không đồng đều và cũng tạo ra không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Hầu hết các trường đều phải tự tìm ra hướng làm sáng tạo cách thức dạy và học, căn cứ trên điều kiện cụ thể. Một số trường liên kết với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống để triển khai giảng dạy trong nhà trường trên cơ sở các bậc phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con em mình tham gia. Thế nhưng không phải trường học nào cũng thực hiện mô hình như vậy. Do đó, mặc dù mang ý nghĩa giáo dục thiết thực, song ở phần lớn trường phổ thông, nội dung kỹ năng sống không được giảng dạy như một môn riêng biệt mà chủ yếu chỉ dừng lại ở những tiết học đạo đức, giáo dục công dân hay lồng ghép vào những môn học khác như tiếng Việt, truyện kể hoặc những giờ ngoại khóa. Đó là một nghịch lý, nhưng cũng lại là thực tế. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm mới mẻ, không ít trường đã đạt được hiệu quả tích cực trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Với chủ trương nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, đi đôi với đó là phát triển năng lực học sinh, trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân, ngôi trường nhiều năm dẫn đầu thành phố về số lượng và chất lượng học sinh giỏi, đã có nhiều bước đi đột phá sáng tạo. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được gắn liền với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thông qua nhiều sân chơi, hoạt động ngoại khóa sôi nổi, cuốn hút học sinh tất cả các khối, các lớp cùng tham gia. Từ đó, tạo ra cho các em cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Việc rèn luyện kỹ năng ứng dụng các kiến thức đã học và kỹ năng giao tiếp thuyết trình phản biện được nhà trường quan tâm chú trọng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy và học. Đặc biệt, đối với môn tiếng Anh, trường chủ động đa dạng hóa các hình thức học tập trên lớp và sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ, tổ chức nhiều hoạt động nhóm, thảo luận bằng tiếng Anh theo từng chủ đề, giúp học sinh có môi trường rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ và tự tin trong giao tiếp, thể hiện kiến thức. Những buổi giao lưu trực tuyến giữa học sinh nhà trường với bạn bè quốc tế như thế này cũng là một trong những ý tưởng sáng tạo, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực của giáo viên và nhà trường, không chỉ cho các em cơ hội thực hành ngoại ngữ, trò chuyện trực tiếp với những người bạn mới, mà còn được tiếp thu những kiến thức mới mẻ về thế giới xung quanh, làm phong phú hơn phong văn hóa của bản thân. Khi mà có cuộc nói chuyện với người nước ngoài thì em thấy chúng ta có thể cải thiện được kỹ năng nói tiếng Anh của mình và cũng như giúp mình học hỏi được nhiều hơn về văn hóa của nước họ. Trong quá trình dạy học, chúng tôi tìm và tận dụng tất cả các mọi cơ hội để cho học sinh có cơ hội nói được nhiều nhất. Ngoài nói trực tiếp với bạn bè, với thầy cô, trò còn có cơ hội giao lưu trực tuyến với lại các bạn không những trong nước mà còn ngoài nước. Đó cũng là một cái cơ hội để cho trò phát triển về cái khẩu ngữ và cũng làm cho các em nó tự tin lên rất là nhiều. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ khai thác thêm các cái mối quan hệ để cho trò có thêm cơ hội giao lưu với lại học sinh nước ngoài. Không có những tiết học trong giờ chính khóa, chương trình dạy kỹ năng sống cho các em học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn cũng được thực hiện theo cách lồng ghép vào những giờ sinh hoạt giải trí sau những buổi lên lớp. Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn là một trong những trường trong thành phố Hải Phòng rất chú trọng cái việc phát triển năng lực, phẩm chất và kỹ năng cho các em học sinh. Thì cái việc đào tạo những kỹ năng này sẽ tạo cho các em những cái hành trang để các em bước vào cái cuộc sống của một người công dân rất là tốt, có hòa nhập với xã hội. Những kỹ năng rất là quan trọng đã được nhà trường tập huấn, ví dụ như là kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước. Thì hiện tại là trên 90% học sinh của nhà trường đã hoàn thành khóa tập huấn. Kỹ năng ví dụ như sử dụng điện an toàn, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, vân vân. Thì đây là chùm kỹ năng mà các em đã chuẩn bị. Những hoạt động ngoại khóa như thế này được tổ chức khá thường xuyên ở trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Mỗi lĩnh vực, mỗi chủ đề, nhà trường có những cách tổ chức khác nhau để giúp các em học sinh hiểu và tham gia trực tiếp vào các nội dung chương trình. Ví dụ như với chủ đề phòng chống ma túy học đường, trường sẽ cho xây dựng những phiên tòa giả định để cả giáo viên và học sinh trực tiếp tham gia phiên tòa với tư cách bị cáo và người giám hộ, qua đó rút ra bài học cảnh giác cho các em học sinh. Nhà trường còn mời những chuyên gia trang điểm, stylist có uy tín, cung cấp cho các em những kỹ năng cơ bản, chăm sóc bản thân, lựa chọn trang phục cho phù hợp. Học sinh được lắng nghe và được chia sẻ ý kiến của riêng mình. Không chỉ tạo niềm vui hứng thú trong học tập, tạo tư duy tích cực cho các em, những buổi giao lưu như thế cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều bậc phụ huynh, góp phần tăng thêm mối khăng khít giữa phụ huynh với nhà trường.
em đã được tham gia những hoạt động như là chọn mục tiêu, chọn cách sống, cách đọc hiểu ở trong cuộc sống. Và đến bây giờ là chúng em được lựa chọn chăm sóc bản thân mình, thì em thấy cái chương trình hôm nay vô cùng lý thú và rất là hóm hỉnh. Khi mà bọn em được tham gia vào những trải nghiệm thật sự, khi bọn em được thực nghiệm tại trường trên những chiếc cà vạt, trên những đôi giày. Khi tham gia những chương trình đó thì em học được rất nhiều những cái điều bổ ích và thiết thực mà đa số học sinh của chúng em hiện nay vẫn còn đang thiếu, về những kỹ năng sống, những cái kỹ năng chăm sóc bản thân hay là những kỹ năng làm bài tập và định hướng trong cuộc sống. Và bây giờ bọn em được bổ sung bởi những hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì em cảm thấy rất là vui. Các bạn cùng lớp với em cũng chung một cái tâm trạng như em, đó cũng là rất là vui và hào hứng tham gia những cái hoạt động này ạ. Chúng tôi rất ấn tượng về cái ngoài cái chất lượng giảng dạy thì nhà trường rất chú trọng về các cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Tôi nghĩ là cái những hoạt động đó nó rất là thiết thực đối với lại các cháu ở cái lứa tuổi. Tiên học lễ, hậu học văn, ngoài kiến thức, cái cốt của giáo dục còn là dạy học sinh cách làm người. Kỹ năng sống không còn là những bài học giáo điều trên sách vở, mà là những gì các em được trực tiếp tham gia và trải nghiệm từ thực tế cuộc sống. Kỹ năng sống từ những điều tưởng chừng giản đơn bình dị trong đời thường, nhưng sẽ thật hữu ích khi các em được trang bị đầy đủ để tự mình phục vụ, đáp ứng nhu cầu của chính mình. Hình thành kỹ năng sống cho lứa tuổi thanh thiếu niên là vấn đề ngày càng nhận được sự quan tâm chú trọng từ gia đình đến các nhà trường và xã hội. Khi đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và những người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo của cả nước cũng như các tỉnh thành đều đồng quan điểm thừa nhận ý nghĩa quan trọng của giáo dục kỹ năng sống đối với thế hệ trẻ, lứa tuổi thanh thiếu niên và nhất trí tán thành tăng cường công tác giảng dạy môn học này trong chương trình giáo dục ở các bậc học phổ thông. Tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thẩm định và ban hành hai bộ tài liệu về kỹ năng sống, bao gồm bộ tài liệu 15 cuốn dành cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 9 cuốn thực hành kỹ năng sống dành cho cấp tiểu học, trung học cơ sở. Việc ra đời bộ tài liệu chuẩn là giải pháp gỡ khó cho các nhà trường không còn phải tự bơi giải quyết tình trạng dạy học kỹ năng sống theo kiểu mạnh ai nấy làm, mỗi nơi một kiểu. Ngành giáo dục đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện, chuyển từ nền giáo dục thụ động hướng sang mục tiêu kiến tạo thế hệ trẻ chủ động và sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, có khả năng vận dụng tối ưu những điều đã được lĩnh hội vào thực tiễn. Nội dung kỹ năng sống trong các trường học nếu được quan tâm đúng mức và nâng cao hiệu quả giảng dạy sẽ khắc phục tình trạng bất cập, thừa kiến thức, thiếu kỹ năng trong thực tế chương trình giáo dục những năm qua. Đồng thời, việc trang bị đầy đủ những kỹ năng mềm cho học sinh ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cũng sẽ tạo cho các em hành trang để đủ bản lĩnh, làm chủ bản thân và các mối quan hệ xã hội, tự tin chinh phục các đỉnh cao tri thức và vững bước trong cuộc sống.